không sát sinh chính là một dạng chuyển hóa. Bạo hành vĩnh viễn không thể dập tắt được bạo hành, nhưng mà tình thương có thể làm được điều này. Đây là quy luật tự nhiên. Ai ai cũng sợ hãi trước cái chết. Nếu ông nhận thức được người khác cũng có tư tưởng giống như vậy, thì lúc đó sẽ tự giác buông bỏ bạo lực thôi. Love.